Ngọc Hoàng Bạc Tuế, Bạc Tuế, Bạc Bạc Tuế. Các thanh miễn lễ. Mà này, các táo, thiên đình tặng quà cho các táo, mà tại sao lại không nhận? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng là chúng thần nghĩ là có nhận của thiên thì cũng trả địa thôi ạ. Thôi được rồi, để ta. Thiên Lôi. Dạ. Dạ. Cất ba cái thùng xốp này vào gầm giường cho ta, chờ ta xử lý. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, thần lại cứ tưởng là Ngọc Hoàng đang chợp mắt, thế hóa ra là Ngọc Hoàng vừa đi đâu về đấy ạ. Ta mới Nam Tào đi xuống dưới hạ giới, mục đích là cũng muốn mua một ngôi nhà. Thế bẩm Ngọc Hoàng đã mua được căn nào chưa ạ? Thị trường chững rồi, mua bằng mắt. Đúng, ta chỉ mua được bằng mắt thôi. Nhưng quả thực là ta cũng tìm hiểu được một vài vấn đề đấy. Vấn đề nào cũng có vấn đề của nó cả. Chỉ có những vấn đề mà không có vấn đề, ấy mới là vấn đề. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, hay là Ngọc Hoàng thay đổi cảnh đi ạ. Người đang sống ở thiên đình, view hạ giới quen rồi. Năm nay bọn em có rất nhiều những dự án bất động sản, villa biệt lập. Ngọc Hoàng là một căn sống sang chảnh như Tây. Có lẽ như thế là hết nước chấm ạ. Có, ta cũng có nhìn thấy những ngôi biệt thự rất đẹp, cả những dãy phố nữa. Nhưng mà họ lại quên mất làm cái hạ tầng cơ sở. Rồi nước thì chưa có đường thoát, điện thì chưa kết nối, nhà thì không có người ở, cỏ mọc xanh um. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, cũng là do dòng tiền nó đang kẹt thôi ạ. Chứ sang năm là lại mua bán ầm ầm, các chủ đầu tư bây giờ đang cắt lỗ. Ngọc Hoàng cứ làm một căn biệt thự, sang năm thị trường sôi động trở lại, Ngọc Hoàng lại ăn ra đấy. Này, chính vì suy nghĩ như ngươi ấy, cho nên nhà mới không có người ở đấy. Thế rồi các nhà đầu tư thay nhau vay vốn ngân hàng, rồi thế chấp ngân hàng, bất động sản đóng băng, một phần cũng vì lẽ đó đấy. Dạ đúng đấy ạ, bẩm Ngọc Hoàng, vấn đề nào cũng là vấn đề cả. Chỉ có những vấn đề mà không có vấn đề, chắc chắn là sẽ có vấn đề đấy. Anh Giao Thông, anh làm sao đấy hả? Tôi thấy anh hình như mới là người đang có vấn đề đấy nhá. Ai chỉ có vấn đề, lên thiên đình mà không có vấn đề, ấy mới gọi là vấn đề đấy. Thần Giao Thông, chỉ có vấn đề gì dính đến Giao Thông thì thần xin chịu trách nhiệm. Thôi anh loanh quanh vừa thôi, mời anh xuống. Vấn đề này tôi hỏi anh xã hội. Thế còn những dự án treo ở đấy mấy chục năm thì sao hả? Nhiều khu đất bị bỏ hoang trong khi dân không có nhà để ở, đường xá thì lụt lội. Anh trả lời tôi sao đây? Không biết là có vấn đề gì mà Tào cứ đay đi đay lại thế. Vấn đề này là đã chuyển cho Tào quy hoạch rồi. Thế nhưng mà 2 tháng nay là Tào quy hoạch không thấy trả lời. Chỗ nào làm được, chỗ nào không. Thế thì bây giờ biết làm thế nào? Này, thế cứ phi văn bản sang cho nó xong chuyện, rồi ngồi đấy chờ. Dạ không ạ, thần đã phi sang tận nơi và đưa tận tay ạ. Thế nhưng mà Táo quy hoạch nói là vấn đề này phải hỏi xem Táo kinh tế trả lời thế nào ạ. Biết ngay là ông lại lôi tôi vào mà. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ, tất cả là do kinh phí hết ạ. Nhưng mà thần đã cấp kinh phí đầy đủ rồi, theo cái chỉ đạo của Ngọc Hoàng là phải làm quyết liệt. Anh Giao Thông thì có dự án là xây 5 cái cầu vượt, thế nhưng mà anh Táo quy hoạch thì 10 năm không giải phóng được mặt bằng. Cho nên thần đã phải làm công văn sang cho anh Táo quy hoạch là trả lời trực tiếp cho anh Táo Giao Thông biết là chỗ nào thì xây được cầu, chỗ nào để xây dựng hạ tầng cơ sở, xây dựng nhà ở. Sau đó thần đã chuyển giả sang cho bên anh Táo xã hội rồi đấy ạ. Dạ, ngay sau khi nhận được văn bản của Táo kinh tế, thần đã rà soát lại tổng dự toán, tổng chi phí ạ, ngay lập tức gửi lại cho Táo kinh tế biết ạ. Dạ thần cũng đã nhận được cái công văn của anh xã hội. Thế nhưng mà thần đã tổ chức luôn một cuộc họp liên ngành, có biên bản hẳn hoi tất cả các công văn. Thần đều yêu cầu các Táo quy hoạch và Táo tài nguyên trả lời trực tiếp cho anh Táo Giao Thông ạ. Sao lại có tôi? Vì là liên ngành cơ mà, bắt buộc phải có cả ông chứ. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ, sau khi nhận được văn bản, thần đã cho anh em nghiên cứu rất là chi tiết và trả lời cụ thể. Đồng ý trên nguyên tắc, đề nghị hãy thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, rồi chuyển lại cho anh Táo xã hội. Dạ ngay sau khi nhận được văn bản của Táo. Ôi,
Thiên Lôi vỗ tay khen các táo đi. Hoan hô. Nhưng mà táo ơi, khen cái gì đấy? Khen các táo đá bóng giỏi, kỹ năng bật tường choanh choách. Thế này thì có khi là cuối buổi chầu Lôi xin phép tặng mỗi táo một quả bóng. Phải. Xong rồi các táo về nhà tập luyện. Sang năm là có khi Thiên Đình sẽ tổ chức cái giải bật tường ngoại hạng ấy. Các táo à? Dạ. Một ngày ở trên Thiên Đình bằng một năm ở dưới hạ giới. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Còn ta muốn các táo ghi nhớ rằng tất cả những việc chúng ta làm ở trên này, nếu như chậm trễ thì chỉ làm khổ dân thôi. Dạ. Vừa qua ta có xuống dưới hạ giới, tuy là thời gian ngắn ngủi, nhưng ta muốn nói với các táo thế này. Về cái phân khúc nhà ở xã hội, rồi nhà ở cho những người thu nhập thấp, các táo phải làm thật nhanh, thật mạnh để cho người dân được tiếp cận. Còn một điều này nữa, ta thấy cũng tốt này. Vừa rồi có một cái chiến dịch là kiểm tra nồng độ cồn, tai nạn giao thông giảm hẳn. Cái đó là đáng khen đấy. Với tất cả sự khiêm tốn và lòng tự hào, thần xin báo cáo rằng trong năm qua đã cho xây dựng hàng nghìn km đường cao tốc mới với hàng chục làn xe bon bon chạy. Ngoài tuyến đường cao tốc Bắc Nam là huyết mạch chính để thúc đẩy kinh tế của cả nước, thần đã cho xây dựng rất nhiều đường vành đai xung quanh các đô thị lớn để giảm thiểu ách tắc giao thông, tiết kiệm thời gian lưu thông trên đường của người dân. Nhưng mà anh ơi, đường vành đai vẫn tắc cục bộ thường xuyên đấy thôi. Mày ra đây. Dạ. Mày đi Tây bao giờ chưa? Chưa đúng không? Nhìn cái mặt mày là chắc chắn là cái dạng cấm xuất cảnh. Mặt mày làm sao mà qua được cửa an ninh? Mày xem tất cả các thiên đình trong cái giải ngân hà này có nơi nào là không tắc đường? Thế anh chỉ cho tôi cụ thể là chỗ nào? Ta có chỉ thì mày không biết cụ thể chỗ nào vì mày chưa đi Tây bao giờ. Làm sao mà biết được? Có mỗi cái việc tắc đường năm nào cũng lôi ra đây đi đây lại. Chuyện vui vẻ không nói, toàn nói chuyện linh tinh, bực cả mình. Dạ xin phép. Bực cười nó không nói được cái gì cả. Ông già nói giúp tôi. Điền. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng ạ. Ta đi Tây nhiều rồi đấy, liệu mà nói. Dạ khởi bẩm Ngọc Hoàng, với một người mà đi Tây nhiều như Ngọc Hoàng rồi thì thần xin được flexing một vấn đề rất Tây nhưng mà lại ở ta. Trong năm qua là chúng thần đã cho cải tạo rất nhiều những sân bay, nối dài các đường bay trong nước và quốc tế ạ. Sau vấn đề về sân bay, chúng thần sẽ chuyển sang vấn đề về đường sắt ạ. Được. Cái điều này ấy, trong năm vừa qua ta thấy có rất nhiều những tuyến cao tốc mới được mở, những tuyến cao tốc nối dài với những vùng miền xa xôi. Cái này ta khen táo giao thông, cần phải phát huy nhá. Dạ. Bẩm Ngọc Hoàng ạ, từ bé đến giờ thần chưa bao giờ thấy một ai anh minh sáng suốt như Ngọc Hoàng ạ. Chỉ cần Ngọc Hoàng nói một câu rất ngắn gọn xúc tích thôi mà hạ thần cảm nhận được tất cả những thành tựu của Thiên Đình trong năm qua dồn hết cả vào thần. Thần cảm tạ Ngọc Hoàng đã ban khen ạ. Rồi ôi sướng thế chứ gì. Dạ bẩm Ngọc Hoàng ạ. Lâu lắm rồi thần mới thấy có người mặc áo vàng đẹp như Ngọc Hoàng ạ. Người định còn phô hơn. Ôi chào. Ôi xin chào. Chào. Xin chào. Hi. Chào. Xin chào. Gracias, Vanya. Gracias, Nikolai Saksosimang. Lao Phán. Bonjour. Bonjour, bông lao, bông ngoài tay. Merci beaucoup. Cú đơ súp lơ Nghệ An. Đặc sản có cái đồ ăn rồi. Hello, madame. Yes, Mang dê phò. Các bạn Tây ơi, đừng hoang mang.
Tôi là Tào Văn Thế, tỷ tôi chiều đại nghe quan họ. Người ơi, người ơi, đừng về. Tiếng quê tôi đấy, bạn hiểu không? Chúng tôi không hiểu. Sao nói tiếng Hà Tây mà Tây lại không hiểu? Hello, bông vua, tỷ hào. My name, Ngọc Văn Hoàng. I am President. Ngài ấy tên là Ngọc Văn Hoàng, là chủ tịch của thiên đình đấy. Nào, Thiên Lôi, chuẩn bị nghi lễ để tiếp khách quốc tế. Yeah. Chúc các bạn Tây khỏe. Mời này, mời này. Xin chào Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng tức là ông Rời. Rời ơi. Ơi. Mình tặng Rời một câu. Trời hôm nay ta sương đầu ngọ, ven mây giữa trời. Hoa tàn mà lại thêm tươi, trăng tàn mà lại hơn 10 dằm xưa. Rằng trăm năm kể từ đây, của tin gọi một chút này làm ghi. Làn thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài dành họa hai. Dầu hùm hàm én mày ngài, vài năm tấc rộng thân 10 thước cao. Giặc giết em rồi quăng mất xác, mẹ bảo thôn đoài hát tối nay. Anh ơi, hai bài anh gộp làm một thì không trột cũng khỏe. Thế mới cần đối. Các bạn Tây lần đầu đến thiên đình lại còn lầy kiêu, mình phải động viên khích lệ chứ. Chúng ta là một tiết mục văn nghệ giao lưu đấy. Bye bye. Welcome. Dạ bẩm Ngọc Hoàng, bạn Tây này là like cả Âu lẫn Á đấy ạ. Thần cầm tay là thần phát hiện ra rồi. Ta biết, ta biết. Này các táo. Vừa rồi là các cháu học sinh đại học của thiên đình ấy. Ôi trời, thế ạ. Ta mời vào đây tham quan rồi luôn thể giao lưu với các táo. Nhưng mà này, sang năm ấy, thiên đình ta tiếp nhiều khách quốc tế lắm. Nhớ mà chuẩn bị đấy. Các táo ạ. Năm qua thiên đình ta tiếp rất nhiều những quan khách quốc tế. Điều đó chứng tỏ chúng ta không chỉ xây dựng hình ảnh hội nhập quốc tế, mà còn xây dựng hình ảnh một nền văn hóa bản sắc và độc đáo. Giờ thì mời các táo vào vị trí để chuẩn bị nghe ý chỉ của Ngọc Hoàng và bày tỏ ý kiến của mình về thiên đình ta trong suốt một năm qua. Xin mời. Các táo thân mến, khép lại năm Quý Mão, một năm bộn bề khó khăn, nhưng trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, nhất hô bá ứng, thiên đình chúng ta đã vượt qua cơn gió ngược, vẫn tiếp tục là điểm sáng ổn định trong một thế giới đầy bất ổn. Kinh tế ổn định, lạm phát thấp, chỉ số hạnh phúc tăng 12 bậc. Thiên đình chúng ta là nơi hội tụ của bạn bè năm châu bốn bể. Và với bản sắc ngoại giao cây tre, mềm mại mà uyển chuyển, kiên cường mà linh hoạt, đối ngoại và hội nhập quốc tế có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung, đã khẳng định vị thế và uy tín của thiên đình ta. Không những thế, dấu ấn thiên đình ta trong năm qua là cả sự thay đổi, phát triển, bứt phá của kinh tế, xã hội, suy nghĩ thật, làm thật, hiệu quả thật, để người dân được thụ hưởng thật. Thưa Ngọc Hoàng, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, những con đường cao tốc thanh thang đã mở, nối các vùng miền trong cả nước. Năm qua là năm có nhiều dự án cao tốc hoàn thành, khởi công mới nhất trong hơn một thập kỷ qua. Đại lộ Sinh Đại Phú, những con đường, cây cầu sẽ mở đường cho kinh tế phát triển.
chúng ta đã ghi được những dấu ấn mới trong cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển những ngành, những lĩnh vực mới nổi, thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ. Nhưng trên hết và trước hết, Thiên Đình chúng ta luôn lo cho người dân dưới hạ giới. Mọi quyết định của Thiên Đình có thành hiện thực, có ra của cải vật chất cho người dân hay không, đấy mới là thành công thực tế của Thiên Đình. Thiên Đình vẫn đang kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, làm đâu chắc đấy và tiếp tục có những bước tiến mới trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhiều vụ đại án đã đem ra xét xử theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai. Điều đó khẳng định đây là xu thế tất yếu, không thể đảo ngược được, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của người dân với Thiên Đình. Ngọc Hoàng Anh Minh. Năm Giáp Thìn sắp đến, ta tin tưởng với lòng quyết tâm và sự quyết liệt trong hành động của ta và các táo, cùng với niềm tin và sự đồng lòng của toàn thể người dân, Thiên Đình ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn và thách thức để có những bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Xin chúc các táo cùng toàn thể người dân hạ giới một năm mới an khang thịnh vượng, hoa khai phú quý, chúc báo bình an. Ta tuyên bố bái triều Ngọc Hoàng Bảo.